Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 5 người tử vong tại chỗ. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam đối với Lê Văn Tân, sinh năm 1985, trú tại thôn Cậy Sơn 1, xã Hoành Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 3, điều 260 Bộ Luật Hình sự. Lê Văn Tân là người điều khiển xe đầu kéo, biển kiểm soát 15C07526, kéo theo sơ mi rơ móc Biển Kiểm soát 15R-00896 gây ra vụ tai nạn khiến 10 người thương vong tại km 150-850 đường Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang vào sáng ngày 5 tháng 3. Trước đó khoảng 1 giờ 36 ngày 5 tháng 3 tại km 150-850 Quốc lộ 2 thuộc thôn Đồng Cầu, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe ô tô đầu kéo biển số 15C-07526 kéo theo semi-romoc biển kiểm soát 15R-00896 do tài xế Lê Văn Tân điều khiển với xe ô tô chở khách biển kiểm soát 23F-00058 do anh Phan Văn Quý, 41 tuổi, trú tại tỉnh Hà Giang điều khiển. Vụ tai nạn làm 5 người đi trên xe ô tô khách tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương đang điều trị tại cơ sở y tế sau khi nhận được tin báo lãnh đạo công an tỉnh tuyên quang đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông đồng thời tiến hành các hoạt động tố tụng khác theo quy định của pháp luật để làm rõ nội dung vụ việc và người vi phạm hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ